Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện các thành phần tiếp theo. Chúng ta sẽ hòa trộn và tẩy xóa các đối tượng này cho hợp lý nhất. Đầu tiên, các bạn vào kênh hòa trộn đứng ở trên layer trên này. Các bạn chọn kênh hòa trộn dưới cùng, Luminosity. Thì bạn thấy rằng màu tương đối rực rỡ, chúng ta sẽ giảm thông số opacity này xuống. Ở đây tôi còn khoảng 20% thôi. Thì thấy rằng nó hòa trộn với phần da này. Đương nhiên, những phần bên ngoài này chúng ta sẽ phải khử đi. Bằng cách các bạn chọn đối tượng này, bấm vào biểu tượng Layer Mask đây. Tôi chọn vào công cụ Brush, cái này chúng ta đã học khá là kỹ rồi. Và các bạn nhớ rằng cái ô foreground bên trên này chúng ta để màu đen, dưới màu trắng, hoặc là các bạn nhấn phím D trên bàn phím để về màu bằng định. Rồi nhấn phím X trên bàn phím để đảo màu cho màu đen lên trên. Các bạn nhớ chọn công cụ Brush chuột phải và chọn Brush mềm. Và cường độ có thể nhỏ hơn chút xíu. Sau khi xong, chúng ta bắt đầu tô đối tượng này. Khi tô đối tượng này các bạn có hết sức chú ý. OST ở đây càng cao thì tô cường độ càng mạnh. Ở đây chúng ta sẽ tăng lên khoảng 5-60% và tẩy phần bên ngoài đi này. Tôi tẩy phần thừa đi, hết sức nhẹ nhàng. Tiếp tục, tôi sẽ tẩy bên này. Các bạn có thể phóng lớn lên. Chúng ta tẩy cái phần tóc. Các bạn tẩy hết sức nhẹ nhàng và chi tiết thì nó sẽ đẹp hơn. Đương nhiên cả những phần mắt chúng ta sẽ tẩy tiếp. Bây giờ tôi tạm thời tẩy vị trí bên ngoài trước. Nếu như cần độ chi tiết cao, các bạn có thể cho nhỏ nét brush lại. Đương nhiên trong quá trình tẩy các bạn có thể tăng giảm thông số IT này sao cho hợp lý nhất để cho có độ mờ nhòe và ăn vào phần da. Hình muốn đẹp chúng ta phải làm khá là chi tiết. Những phần tóc sẽ không được vương lại những đối tượng texture nữa. Chúng ta lần lượt tẩy các đối tượng này. Các vị trí tóc. Có thể những đường viền này nó ở trong tóc, nếu các bạn để quá rõ thì hình sẽ không đẹp. Tôi có thể giảm thông số này bằng khoảng 10% hoặc 15% và cho nét brush lớn lên chút xíu. Chúng ta sẽ cùng nhau tẩy mờ nhòe đi một chút, ví dụ như này, để nó ăn sâu vào phần tóc bên trong này, chứ không nhất thiết ở vùng nào chúng ta cũng để rõ ràng bằng nhau hết. Đặc biệt vùng da này tôi cho mờ đi, tạo thêm chiều sâu. Và phần tóc bên này cũng vậy. Sau khi xong, chúng ta bắt đầu tẩy phần mắt. Các bạn tăng cường độ lên chút. Nét cỏ. Tôi tẩy lấy lại vùng mắt. Chú ý, vùng rìa bên mắt chúng ta lại phải giảm opacity xuống. Tẩy sao cho hợp lý và nhẹ nhàng thôi. Bởi vì chúng ta vẫn muốn còn vương một vài texture ở phần gần mắt này, thì sẽ trông đẹp và hợp lý hơn. Hết sức chi tiết. Phần lông mày. Tôi tăng lên, tẩy cho nhanh. Các bạn thấy rằng khi chúng ta tẩy thì bên này nó hiển thị những vùng chúng ta tẩy. Vì vậy phần mặt nạ này khá là hay trong Photoshop. Đến vùng ngoài tôi bắt đầu giảm đi. Tôi tẩy sơ sơ thôi, cho hợp lý. Ở đây chúng ta cũng tiếp tục nhẹ nhàng tình cảm thôi. Nếu cái gì cũng quá sắc nét thì ảnh của chúng ta sẽ trông rất là cứng. Chúng ta nhấn những phần khóe mắt chuyển sâu. Thậm chí những vùng mũi này, tôi tẩy lấy lại ít sắc nét.
bởi vì không cần thiết nó sẽ phải cứng như vậy. Bây giờ tôi tăng opacity phần này lên xem nó còn phần nào chúng ta cần chỉnh không. Tôi thấy cũng tương đối được rồi, tôi để lại khoảng 25% thôi. Và thấy rằng vùng tóc này chúng ta cần phải làm kỹ hơn chút xíu nữa. Bạn chú ý những cọng tóc này rất là chi tiết, vì vậy phải tẩy kỹ phần này. Thậm chí cả những cọng nhỏ này, nếu các bạn muốn có một tác phẩm đẹp. Rất chi tiết phải không nào? Tôi thấy rằng cũng đã tương đối ổn áp rồi. Bây giờ các bạn chọn kênh Channel Mixer để chúng ta cùng nhau chỉnh ảnh cho đối tượng này. Các bạn có thể chọn đối tượng đó ở đây, Channel Mixer. Nếu như các bạn không chọn được Channel Mixer thì các bạn vào phần Windows, bật phần Adjustment lên, thì đương nhiên hộp thoại này sẽ xuất hiện. Còn bây giờ nó xuất hiện rồi, tôi bắt đầu chọn. Tôi chọn Channel Mixer. Sau khi chọn xong, ở trong thư mục đi kèm, chúng ta sẽ loát các đối tượng màu có sẵn lên, hoặc là các bạn có thể chỉnh các kênh màu này tùy ý, sao cho ra màu tương đối vàng vàng, cam cam là được. Còn tôi sẽ loát lên cho nhanh, bởi vì file này chúng ta đã được thiết lập sẵn rồi. Các bạn vào góc này, bên tay phải bên trên, bấm vào đây, chuột trái vào, và chúng ta chọn loát Channel Mixer. Và tôi chọn cái phần này, Channel Mixer.cha, tôi loát lên. Thì lập tức đối tượng chúng ta đã được chỉnh màu căn vàng tương đối như bên này rồi. Và các bạn, bây giờ tôi tạm thời đóng đối tượng này lại. Bước cuối cùng của chúng ta trong video này là các bạn chọn về brush trên đen dưới trắng và đứng ở ô trắng bên này. Các bạn cho nét brush lớn lên. Ok, tôi cần tầm này là ok rồi. YC tăng 100%. Tôi sẽ tạo sự ấn tượng ở màu mắt này. Chúng ta sẽ bôi phần con người này, lấy lại vùng xám bạc cho nó. Các bạn bôi cũng hết sức chú ý cách tô ra ngoài tô nhẹ thôi, ở trong mình sẽ tô đậm thôi, để tạo biên độ mờ nhòe sao cho hợp lý. Sau khi xong bên này rồi, chúng ta qua bên này, hết sức nhẹ nhàng thôi, được không các bạn? Và bây giờ các bạn thấy rằng ảnh của chúng ta trông đã rất là ấn tượng rồi phải không nào?